được nuôi để làm chó vệ sĩ, chó cảnh sát, chó tìm kiếm và cứu hộ, chăn cừu, canh gác, trình diễn siếc. Chó chăn cừu Úc có ngoại hình hết sức dễ thương. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loài chó này nhé. Chó chăn cừu Úc Australian Shepherd hay còn gọi là Beggar Úc Aussie. Cái tên gắn liền với nước Úc nhưng lại là một giống chó chăn cừu kích thước trung bình xuất xứ từ Mỹ và được phổ biến ở Úc. Tổ tiên xa xưa nhất của chúng là giống chó chăn cừu Bas, một giống chó cổ xưa được nuôi nhiều ở xứ Bas nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha. Bas từng xuất hiện trên các bức tranh tường từ thế kỷ 16. Vào thế kỷ 18, giống chó này được xuất khẩu tới Mỹ và Úc để chăn cừu, bảo vệ gia súc và tài sản. Nhiều tài liệu cho rằng chúng đã được lai với chó Border Collie và tạo nên hình dáng như hiện tại. Chúng thích nghi hoàn hảo với khí hậu khắc nghiệt của miền Tây nước Mỹ và bảo vệ đàn gia súc khỏi những động vật săn mồi. Những chú chó được ưu tiên chọn lọc để phát triển năng lực của chúng, bao gồm khả năng định hướng tốt, thích nghi, trí thông minh và ngoại hình đẹp đẽ. Vào những năm 1950, chúng được đăng ký làm giống bản địa của Úc. Chúng được AKC công nhận chính thức vào năm 1991. Ngày nay chó Australian Shepherd được nuôi để làm chó vệ sĩ, chó cảnh sát, chó dò mìn, tìm kiếm và cứu hộ, chăn cừu, canh gác, nhặt đồ, thi khéo léo, thi vâng lời và trình diễn thủ thuật. Đặc điểm của giống chó chăn cừu Úc là giống chó đuôi cụt tự nhiên, đôi khi chúng vẫn có đuôi dài. Để phù hợp với tiêu chuẩn, đuôi của Australian Shepherd thường bị cắt ngắn chỉ còn một đoạn dài 10cm tại Mỹ, Canada và hầu hết các nước, điều này là hợp pháp và coi như một đặc điểm nhận dạng của chúng. Tuy nhiên tại Anh và nhiều nước châu Âu, việc bấm đuôi chó con bị cấm hoàn toàn. Nhìn chung, giống chó này dễ bị nhầm với nhiều loại như Kepi Úc, Border Collie do tổ tiên có mối quan hệ khá mật thiết. oji được xếp vào nhóm chó có kích thước trung bình với bề ngoài thanh thoát con đực có chiều cao từ 52 đến 58 cm, nặng 25 đến 29 kg. Con cái có thân hình nhỏ hơn một chút, chỉ cao khoảng 46 đến 53 cm, cân nặng dao động 18 đến 25 kg. Chúng có bộ ngực rộng lớn, vạm vỡ cùng bốn chân mạnh mẽ, săn chắc, khả năng di chuyển nhanh nhẹn, thế đứng rất oai phong. Huyền đề đằng trước có thể giữ nguyên hoặc cắt bỏ đầu chúng khá to và gãy, vô cùng hài hòa với thân thể với đôi tai hình tam giác hơi rủ xuống. Mõm chó chăn cừu úc thuôn dài. Hàm răng chắc khỏe có hình lưỡi kéo cắt. Đôi mắt chúng có hình quả chám to tròn, đa dạng màu sắc ở mỗi con từ nâu sáng trong, xanh đại dương cho đến màu hổ phách. Phải công nhận một điều là loài chó này có đôi mắt rất ma mị cùng ánh nhìn rất cuốn hút, quyến rũ, một số con còn có đến hai màu mắt khác nhau. Bộ lông của loài chó này có độ dài trung bình, lông thường lượn sóng yểu điệu và đặc biệt là mềm mại bởi một lớp lông tơ. Phần lông rậm nhất là ở trên phần cổ và bộ ngực. Bởi vậy, Ozi chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh khá tốt. Chó chăn cừu Úc có màu sắc lông vô cùng đa dạng, có thể có màu xanh dương, đỏ cũng có, đỏ nâu cùng những đốm trắng, vàng kem. Chúng có tuổi thọ từ 12 đến 15 năm. Mỗi lứa sinh được khoảng 6 đến 9 con tính cách từ xa xưa, Becker Úc được dùng làm vệ sĩ, giúp cảnh sát tìm dấu vết bom, tội phạm hay các nạn nhân. Về bản chất, chúng được tạo ra với mục đích là chăn gia súc trên các bình nguyên xanh. Ban đầu, chúng không được nuôi làm cảnh mặc dù giống chó này không hiếu chiến. Và chúng cũng không thích hợp sống trong môi trường căn hộ. Tuy vậy, Ozzy có khả năng canh gác nhà cực giỏi trong công việc chúng vô cùng tận tâm chu đáo làm việc hiệu quả bởi bản năng cảnh giác bẩm sinh với người lạ hơn nữa oji có sức chịu đựng dẻo dai bền bỉ và vô cùng khéo léo tinh tế tài năng được bộc lộ rõ nét qua các màn trình diễn nghệ thuật điêu luyện chúng tinh tế đến nỗi có thể nắm bắt tâm lý chủ nhân nhờ giác quan thứ sáu nhạy bén mà không phải loài chó nào cũng có được chúng cực kỳ trung thành ngoan ngoãn yêu quý chủ nhân là loài chó thông minh, biết nghe lời nên chúng rất dễ huấn luyện. Chó chăn cừu Úc vô cùng hoạt bát, năng động, thích chạy nhảy, vui chơi. Đây sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo không chỉ cho bạn mà còn cho lũ trẻ của bạn nữa đấy. Vì vậy, đừng bỏ rơi chúng một mình hoặc gò bó trong không gian hẹp nhé, chúng sẽ trở nên hung dữ và phá phách. Một điều đáng yêu mà không thể không nhắc đến là chú chó chăn cừu Úc còn có khả năng cười nữa đấy, tuyệt vời quá phải không nào? Australian Shepherd là một loài chó rất thân thiện và hòa đồng. Cách huấn luyện, cần huấn luyện chó chăn cừu Úc ngay từ nhỏ. Nếu bỏ qua việc dạy dỗ, Aussie có xu hướng trở thành người quản lý trong gia đình, coi mọi người trong nhà như những con cừu chúng có thể có hành vi cắn gót chân lôi kéo mọi người không nghe lời và tỏ ra thô bạo giống như việc chăn bầy cừu dạy dỗ từ nhỏ sẽ giúp oji nhận biết chủ nhân ngoan ngoãn và nghe lời cho tiếp xúc với môi trường bên ngoài với người và động vật khác để oji đỡ nhút nhát cảnh giác quá độ cần ít nhất một giờ vận động mỗi ngày giúp chúng tiêu hao năng lượng thông qua các trò như chạy bộ đi bộ đường dài bắt bóng ném đĩa Ozzy thích làm việc nên bạn hãy giao việc cho chúng khi ở nhà như lấy đồ, dọn rác, dọn dẹp đồ chơi, đóng cửa. Chúng sẽ rất vui khi được bận rộn như vậy. Chó Ozzy ăn gì? Là một giống chó khỏe mạnh và háu ăn nên chế độ ăn uống của chó chăn cừu Úc tương đối đơn giản và dễ dàng. Bạn chỉ cần cho chúng ăn giống với khẩu phần thức ăn của chó cỏ là được. Với những chú chó còn nhỏ nên cho ăn các loại thức ăn mềm và chia thành 4, 5 bữa một ngày. Chỉ cho ăn vừa đủ không nên cho ăn quá no sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và khả năng vận động của chúng. Còn với những chú chó đã trưởng thành có thể rút ngắn bữa ăn xuống từ 2 đến 3 lần một ngày. Ngoài ra cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết như protein, các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển không nên cho ăn các loại đồ chiên rán hoặc đồ ăn nhanh bởi những loại thực phẩm này dễ khiến đường ruột của chúng không tiêu hóa được. bổ sung chất dinh dưỡng có nhiều trong thịt bò, trứng, rau xanh. vệ sinh, di ít khi dụng lông nên không cần chăm sóc nhiều. trải lông thường xuyên để loại bỏ lông chết và tắm cho chúng tuần một hai lần là được. mùa hè có thể tỉa lông để chúng cảm thấy dễ chịu hơn các bệnh thường gặp so với những giống chó ngoại nhập khác thì Oji tương đối khỏe mạnh. Tuy nhiên, chúng vẫn có một số bệnh đặc trưng như viêm mũi, đục thủy tinh thể, teo võng mạc, tiêu chảy, CEA. Giá bán, mặc dù đây chưa hẳn là dòng chó hiếm nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có trại chó nào nhân giống dòng chó này. Hầu hết chó chăn cừu Úc ở Việt Nam đều được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Úc, vì thế mà giá của chúng tương đối cao nếu nhập khẩu từ Thái Lan giá từ 15 đến 25 triệu đối với những bé không có giấy tờ và 25 đến 35 triệu nếu giấy tờ đầy đủ. còn từ úc giá có thể từ 1.800 đến 5.000 đô la mỹ một em. gen của chó chăn cừu úc có màu lông sặc sỡ khi lai tạo có nguy cơ mù và điếc. cần kiểm tra cẩn thận trước khi mua ozy nhé. bạn có thích giống chó này không? hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé.